sương đời tác giả tiên sa lê luyến nhân sinh triêu lộ đời người bóng câu qua cửa sổ được ví như sương mai khi có nắng lên là tan biến mất nên chi con người cần phải sống tốt với nhau tận dụng thời gian của một đời để làm những việc hữu ích đó là lời của một người con gái nết na đã thốt ra vào khoảng thời gian cuối năm 1988, khi cô đang sống trong tình yêu mật ngọt lứa đôi. Chiến tranh chấm dứt. Cứ tưởng những bi kịch của nhiều cuộc đời được đẻ ra từ cuộc chiến cũng sẽ chấm hết. Tuổi trẻ lại có thời gian bình yên sống trong hạnh phúc tình yêu trai gái và họ có nhiều cơ hội lý do để thực hiện những điều mơ ước còn dang dở mà không phải lo sợ chia ly đổ vỡ tan tóc của chiến tranh sau buổi tan trường họ đưa nhau đi dạo dưới hàng cây vong đồng thẳng tắp rộp đầy bóng mát trên đường quang trung hay rủ nhau ra ngồi ghế đá công viên nhìn ghe thuyền xuôi ngược tấp nập trên sông hàng âu yếm chia nhau mấy trái cốc ổi dầm chua hay gói lạc rang nóng giòn và uống nước mía ép nguyên chất hoặc kéo vào quán kem ngồi tâm tình và thưởng thức vị mát của kem lạnh tan dần trong kẻ răng thấm vào từng tế bào da thịt và ấp ủ cả mối tình học trò đẹp như một bài thơ ướp trong trang sách chưa hề bị hoang ố bụi đời chiến tranh như một bóng ma đã trôi đi từ lâu và cứ nghĩ cuộc đời tuổi trẻ rồi sẽ thanh thản xinh đẹp như một giấc mơ nhưng họ đã lầm hậu quả của cuộc chiến ý thức hề như một di chứng dai dẳng đáng ghét mặc dầu câu chuyện nam bắc tương tàn đã chấm dứt từ lâu nhưng những đau khổ kéo dài lê thê sau chiến tranh vẫn còn là nỗi ám ảnh thường trực, khôn nguôi đối với thế hệ của những con người bảo thủ, luôn luôn lầm lè thù địch nhau, đối nghịch nhau dù rằng cuộc chiến đã khuất bóng đàn sau lịch sử từ rất lâu. Chiều xuống chậm, bến đò huyền Trung Du thưa thất khách, gã chèo đò ngáp vặt, đưa mắt nhìn bến sông vắng teo lão lơ đạn vớ chiếc điếu cày tra thuốc vào nỏ rồi khung tay che lửa rít từng hơi dài kêu rong róc sảng khoái nhả ra từng làn khói trắng bay lơ lửng trời đất ở đây buồn cả đến gió cũng không có để bến đò bớt đi chút nóng bức và vẻ hiu quạnh suy nghĩ vẫn vơ rồi lão tặc lưỡi neo đò vào thành cầu ván lò dò từng bước chỏi gầy đi lên chiếc quán cốc độc nhất, được dừng sơ sài trên bến sông đón khách vãng lai ngồi uống nước đời đò. Bà chủ quán đẩy đà, khuôn mặt phúng phính nhưng bơ phờ vì mất ngủ, đón hắn bằng nụ cười méo xẹo. Lão thờ ơ kéo ghế ngồi, gọi xì rượu đế với con khô mồi, rồi móc túi lấy thuốc rê ra, vẫn một điếu sâu kèn to tướng Ngầm vào môi bập bập mấy cái nhưng không châm lửa. Quản ế thấy mẹ, có tiền thì uống, không cho ghi sổ đâu nghe cha nội. Mưu chủ vừa nói vừa ngáp. Lão chèo đò lại tắt lưỡi thầm nghĩ. Đêm rồi chắc lại đồng cẩn đi rượn ở đâu đó nên mất ngủ, đổ quạo, Vừa nghĩ tay lão vừa móc túi đặt lên bàn tờ giấy 500 nhầu nát. Bà chủ nhìn thấy tiền sáng mắt, thò tay chột nhanh tờ bạc rồi ngoay ngoảy bỏ đi vào trong róc rượu, đốt lò nướng cá. Lúc cô gái đặt chân đến quán thì lão chèo đò đã ngà ngà say. Ánh đèn dầu hiu hắt soi mờ nửa phần thân hình gầy gò, siêu vẹo của lão đang nương tựa vào bàn. Khuôn mặt lừ đờ, mái tóc hoa râm phủ lòa xòa xuống trắng, Mắt lão nhắm tích, nhưng miệng thì lãm nhảm nhắc về một thời trai trẻ yêu đời ngang dọc. Ngày còn sống trong bộ đội và chưa trở thành phế nhân. Bà chủ quán đang ngồi rầu rĩ, thấy khách quen vào, mụ đon đã chào mời. Cô giáo về thăm gia đình sao lên trễ vậy? À, xe đỏ bị hỏng máy dọc đường hả? Có ăn uống gì không cô? Trao đổi dầm ba cầu thì quán lại có thêm vài người khách nam nữ. Họ tự động kéo ghế ngồi vào bàn cô gái mà không đợi mời. Tiếng cười nói rồn rã hẳn lên thì ra họ là thầy cô giáo từ đồng bằng bị tống lên vùng kinh tế mới trung du này dạy học. Vì không thân thế, không tiền bạc chạy chọt đúc lót. Duy chỉ có cô giáo vào quán đầu tiên là hoàn cảnh khác với mọi người. Cô từ chối ở lại thành phố, tình nguyện lên đây nghe đâu việc bị thất tình. Uống xong nước Đám thầy cô giáo trẻ trả tiền rồi kéo nhau đi. Nhưng chợt nhớ ra, họ dừng bước ái ngại nhìn lão chèo đò đang gật gù gật gưỡng trên bàn rượu. Lão say rồi, lấy ai đưa họ qua sông trở về trường đây? Bà chủ như hiểu ý, bước đến nắm lấy bầu áo lão lây mạnh. Thức dậy đưa khách qua sông đi cha nội, ngồi đây ám hoài còn buôn bán con mẹ gì được ông chèo đò ú ớ vài tiếng rồi như chợt nhớ ra lão ngước lên nhìn quanh bằng đôi mắt ngáy ngủ gì mà ồn ào có vậy bà điên không cho người ta ngủ nghê chút nào ai là khách bà hay tôi đây muốn đuổi khéo người ta để tự do đi chơi với tình nhân phải không Vậy thì tối nay tôi ở lì đây cả đêm cho bà biết tay. Quỷ tha mà bắt ông đi cho tôi được nhờ. Ông ghen hả? Lấy quyền gì cha nội? Rồi như để phân bua, bà quay qua đám thầy cô giáo dài dòng kể lễ. Thằng Trả là bộ đội ngoài Bắc, nghe đâu làm đến chức trung tá, thường tá gì đó gã trót thương trộm nhớ thầm con mẹ chủ tịch phụ nữ cùng xã nhưng con mẹ chê gã tàn tật không thèm đoái hoài ngó ngàng gì đến nên thằng chả thất tình mượn rượu giải sầu uống liên miên bất tận rồi lang thang một mình đi từ xứ đàng ngoài vào đây ăn nhờ ở đậu đất này hồi vừa mới khai hoang lão chèo đò trừng mắt cướp ngang lời ai mượn mụ lẻo mồm còn mụ thì tốt lắm sao? Yêu sống yêu chết thằng cha lính ngụy. Khi thằng chả tử trận, mụ vật vả mình mẩy, ngồi ôm nắm mộ khóc ngày khóc đêm, khóc như muốn chết theo, khóc cho đến hết thế kỷ, khóc cho mòn tuổi xuân qua đến tuổi già. Vái trời bắt bà ế chồng suốt đời, cũng giống như tôi không có vợ, cho hai đứa chúng mình có đôi có đũa. Nói rồi lão cười sằng sặc, vớ lấy chiếc gậy chống nhanh xuống bến đò. Bà chủ quán ấm ức quá, nói vói theo. Kệ tôi, có thèm chảy nước giải cũng quyết ở vậy để khô chơi, chứ nhất quyết không lấy giống người như ông. Đừng hòng ngồi đó mà tơ tưởng. Các thầy cô giáo cũng thấy vui lây trong câu chuyện tình hài hước chèo kéo đôi co của hai người tuổi già cô đơn này. Họ chào bà chủ quán rồi theo chân lão chèo đò ra bến sông. Vừa đi vừa nói cười bàn tán rôm rã vui vẻ. Chỉ có mỗi mình cô giáo Hồng Sương là im lặng suy nghĩ, rồi âm thầm cắn răng bóp bụng trong nỗi niềm xót đau của kẻ có cùng chung tâm trạng ôm một mối tình si câu chuyện tình cờ nghe được của hai người tuổi già trong quán kéo cô gái trở về với quá khứ buồn đau nàng chợt nhớ người yêu rây rứt ra đi gần ba năm rồi mà chàng vẫn thương nhớ người con gái đã hiến thân bằng chân tình sáng nay trước khi lên xe về lại trung du nàng được người bạn trao mấy lá thư của sang từ mỹ gửi về hồng sương thấy được an ủi đôi phần trong khi cuộc sống ở đây phải thường xuyên đối diện với những bất công đè nén dồn dập từ bên ngoài xã hội len lỏi vào đến tận trong cuộc đời nàng nhớ lại những năm tháng yêu đương vàng son trước đây tình yêu thơ mộng đang đến hồi nồng nàn thấm thiết thì bị đình mệnh bóp chết một cách tàn nhẫn thế mà nàng cứ nghĩ kết thúc chiến tranh rồi thì hận thù xưa cũ cũng phải được xóa tan đi mọi con người yêu nước thương dân phải có trách nhiệm hàn gắn xây dựng lại những gì đổ vỡ do cuộc chiến tương tàn gây nên trước đây ai ngờ sự thật còn đau đớn xót xa hơn chiến tranh không những đã gây ra tai họa với lớp người ngày xưa mà còn làm hệ lụy cả đến thế hệ con cháu hôm nay và không biết đến bao giờ thì mới thật sự chấm dứt. Năm 1990, bắt đầu những đợt di dân công khai ào ạt ra đi định cư tại Mỹ theo diện HO, đã phục hồi lại nhân phẩm và giá trị đích thực cho những người lính quốc gia trong cuộc chiến bảo vệ tự do chính nghĩa, nhưng lại không có chiến thắng vinh quang và bị bắt làm tù nhân bởi chủ nghĩa cộng sản dưới con mắt người dân lương thiện họ trở thành là những kẻ may mắn nhưng dưới quan điểm của cán bộ đảng viên họ lại là những cái gai nhọn nhức nhối khó chịu cha của hồng sương là một trong số những con người cực đoan vì kỹ và đình kiến đó ông tôn sùng lãnh tụ thần thánh hóa đảng và phục tùng nhà nước xã hội chủ nghĩa một cách tuyệt đối Ông cà tùng sự khoan hồng nhân đạo dối trá của cách mạng, ra sức thỏa mạ, ngăn cản, cấm đoán tình yêu của con gái với người con trai có cha là một đại úy nguy. Ông lạnh lùng từ khước lời cầu hôn của gia đình sang và sự van sinh của con gái. Trong lúc cha của sang vẫn an phần với thành tích tội lỗi xưa kia của mình, một mực chăm lo con cái và vẫn thương yêu nàng bằng tấm lòng bao dung của bậc trưởng thường, nhiều thông cảm và nhân ái. Gần gũi với ông, nàng tìm thấy được một nơi nương tựa ấm áp, một chia sẻ đồng cảm hơn là đối với người cha ruột thịt của mình. Và nàng hiểu rằng, gia đình người yêu đang âm thầm chờ đợi cơ hội để dứt bỏ cái hiện tại hải hùng ra đi làm lại con người và xây dựng cuộc đời mới đó là những ước mơ đơn giản nhất mà họ không bao giờ thực hiện được ngay chính trên tổ quốc quê hương của mình thời gian ngắn ngủi còn lại bên nhau hồng sương dành tất cả cho người yêu thành phố quê hương bỗng trở thành nơi chốn kỷ niệm lứa đôi nàng không còn tiếc gì với sang Nàng cho người yêu tất cả những gì nàng có Kể cả cái trân quý nhất của đời người con gái Nàng cũng từ nguyện hiến dân Sang nâng niu trân trọng đón nhận Và hối thúc nàng cùng ra đi Nhưng người con gái mang nửa dòng máu cách mạng Đã khẳng khái trả lời Cha em như đang sống trong cõi đời hoang tưởng Ông còn mãi bồng bềnh trong mớ hào quang phù du của quảng trường Ba Đình, của hang Bắc Bó, của chiến khu Trường Sơn. Ông không chịu hiểu rằng bên trong chiếc bong bóng được sơn phết nhiều màu sắc hào nhoáng phô trương kia chỉ toàn là khí CO2 hồi thối độc hại. Còn em thì không, em tỉnh táo và thực tế hơn. Quyết theo con đường đã chọn và sẽ chờ đợi nhìn thấy ngày ông ăn năn hối cải. Sau ngày sang ra đi, Hồng Sương cũng quần áo sách vở giả từ gia đình. Nơi nàng tình nguyện đi đến là vùng đất mới trung du. Nơi đó nàng sẽ quyết tâm bắt tay ươm lại những hạt giống tốt tươi của tình người trong tâm hồn những em bé thơ ngây trong trắng chưa hề bao giờ nghe nhắc đến mấy chữ chiến tranh và hận thù. Ngôi trường cấp 2, nơi cô giáo Hồng Sương dạy học, nằm trên vênh trên một ngọn đồi trọc thấp. Trường học cũng như khu nhà ở tập thể của giáo viên đều làm bằng vật liệu sẵn có của núi rừng. Hai dãy nhà gỗ, một bên sáu gian, chung quanh được thân bằng những tấm phên tre đang bằng nứa rừng mái lợp tranh. Các thầy cô giáo người miền Nam quen với cuộc sống hiền hòa, nên trước sân chỉ trồng bông hoa, cây cảnh hoặc vài cây ớt, vài khóm rau màu cho vui. Ngược lại, thầy cô giáo miền Bắc quen sống cảnh đời cơ cực, bon chen nơi quê hương, nên trước nhà họ làm thêm chuồng nuôi lợn, nuôi gà vịt. Họ bảo đó là tự túc tăng gia sản xuất là giúp dân giàu nước mạnh mùa hè gió lào hanh khô nổi lên mùi phân heo phân gà vịt bay thốc tháo vào nhà mọi người kinh tởm đến lộn mửa mùa mưa trời đổ nước xối xả đẩy phân thú tràn qua nhà người khác chảy đầy ra cả con đường đất lầy lội dẫn đến trường học trò và thầy cô phải lội nước lẫn phân bì bõm thật là khổ sở biết thế nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì trong đó có cả thầy hiệu trưởng hiệu phó ai cũng ngậm miệng cầu an để mong sớm được đề nghị đổi về dạy ở đồng bằng xui xẻo cho hồng sương nàng bốc thâm trúng gian phòng đầu dãy gần cạnh cô thầy hiệu trưởng và đối diện với nhà hiệu phó. Nên chi tiền hậu lân cận đang đều lãnh đủ. Ngày đêm cứ đái bay vào phòng, nồng nặc một mùi hôi thúi rùng rợn. Cô gái cố chịu đựng, nhét dẻ, bịt mũi hoặc ra ngoài đồi hóng gió cho đỡ bớt. Nhưng khổ nổi, mùi hôi thúi cứ như bám dính vào quần áo da thịt nên dẫu ở đâu và lúc nào cũng cảm thấy thân thể tanh tuổi hôi hám cũng có vài thầy cô bạo phổi rủ hồng sương đến gặp riêng hiệu trưởng hiệu phó góp ý thì họ bảo người miền bắc chúng tôi vẫn ăn ở như thế từ bao đời nay rồi mà nào có ai bệnh tật chết chóc gì đâu hoặc có lúc họ còn vênh váo chỉ chiếc các thầy cô quen nếp sống tư sản bóc lột của miền Nam, chứ làm như chúng tôi là đã thực hiện đúng nghị quyết tự túc tự cường của đảng đề ra cho nhân dân mọi giới rồi đấy. Nghe họ nói thế, ai cũng đắng hỏng nản lòng, cố nhìn cho yên thân. Riêng với Hồng Sương, nàng không chịu bỏ qua dễ dàng. Nàng nghĩ phải có một ngày chính nàng sẽ đòi lại sự công bằng cho mọi người ở đây và nàng âm thầm đợi chờ thời cơ. Hồng Sương cứ đắn đo mãi khi nhận được điền tính của gia đình báo tin cha nàng bệnh nặng. Nàng tự hỏi có nên xin phép về thăm cha không? Bao nhiêu năm ông theo tiếng gọi của đảng, bỏ bê mẹ con nàng ra đi biển biệt. Sau 75, ông trở về Nam sống trong ngôi nhà hương hỏa ngày xưa, mà không hề quan tâm gì tới đứa con gái ruột thịt ngày ông ra đi nàng chỉ là đứa bé vừa biết lật ngay trở về ông quyền to chức trọng ra sức củng cố địa vị của mình mà chẳng cần đoái hoài gì đến tình yêu đang nhen nhúm trong lòng đứa con gái bị ông bỏ rơi từ thuở lọt lòng đã thế ông còn muốn chứng tỏ quyền uy bằng cách bắt mẹ con nàng phải tuân phục những điều giả dối, độc đoán, khắc nghiệt của đảng. Cái mà ông suốt đời cúc cung tần tùy tôn thờ. Điều ông nghĩ, việc ông làm hoàn toàn không thuộc về ông, mà chỉ dành cho cái bóng ma chủ nghĩa gớm ghiếc, huyễn hoặc đang thối rửa trong lòng muôn người dân Việt. Bỗng dưng ông trở thành xa cách với mọi người trong gia đình và không biết đến một lúc nào cha con nàng trở thành đối lập đứng vào hai phía nam bắc khác nhau khác từ ý thức hệ đến tình cảm con người từ nếp sống văn hóa xã hội đến đạo nghĩa ăn ở trong gia đình và nhiều thứ khác nữa những gường gạo o ép trong tình cha con chỉ có thể gắn gượng nhất thời cố đến một mức nào đó thì phải đổ vỡ đó là lúc hồng sương được nghe những lời dạy bảo giáo huấn theo khuôn mẫu xã hội chủ nghĩa của người cha đến lúc đó thì nàng không còn đóng kịch được nữa nàng lễ phép trình bày với cha về những suy nghĩ và tâm tư của một con người thật sự có tự do và biết làm chủ bản thân hành động của mình nó hoàn toàn phát xuất một cách tự nhiên sau quá trình giáo dục học hỏi rèn luyện trau dồi đức hạnh trong học đường, gia đình và ngoài xã hội. Điều đó trái nghịch hoàn toàn với đường lối chủ trương chỉ đạo. Nhất nhất mọi việc, mọi điều đều phải răm rắp nghe theo đảng, đi theo đảng. Kể cả chuyện tình yêu nam nữ, vợ chồng cũng phải được đảng chấp thuận, cho phép mới được yêu, được thành đôi lứa. Đảng len lỏi vào mọi ngõ ngách xã hội, gia đình, kể cả đời sống tâm linh đảng cũng khuynh loát không từ bỏ nhưng phải nói là bắt đầu từ khi cấm cản tình yêu giữa nàng với người thanh niên con trai của một gia đình ho thì giữa cha con nàng đã thật sự có một hố sâu gì biệt ngăn cách khó lòng sang lấp được nàng ra mặt chống lại cha nên sau khi tốt nghiệp sư phạm hồng sương quyết định rời gia đình bắt đầu một cuộc sống tự lập, không nhờ vả bất cứ một ai để cầu xin giúp đỡ được về dạy gần nhà. Chuyện cha nàng lâm bệnh, cuối cùng thì Hồng Sương cũng đã có một quyết định đúng đắn, đạo nghĩa. Nàng xin phép về thăm cha. Dẫu thế nào thì ông cũng là người sinh thành ra nàng. Ông có thể từ khước nàng nhưng phần làm con thì không thể làm điều đại nghịch bất đạo ấy đối với cha. Há chẳng phải bao nhiêu năm dưới mái trường giáo dục miền Nam đã dạy dỗ nàng trở thành một con người đức hạnh, biết đạo lý và cách sống làm người chân chính trong một xã hội lương thiện, văn minh và đầy tính nhân bản rồi đó hay sao? Mới có mấy tháng không gặp mà cha nàng đã tiều tùy trong thấy Ông ngồi bất động trên chiếc ghế đặt bên cửa sổ trong phòng. Cặp mắt thâm quần, mất ngủ, nhìn mông lung ra vạt nắng chiều còn rơi rớt nơi cuối vườn. Hai má hõm sâu lưa thưa những chiếc răng. Mái tóc cũng đậm nhiều sợi bạc hơn trước. Phải chăng ông bị bả lời danh hành hạ? Nó vốn dễ làm mòn mỏi sức khỏe, hư hao tâm huyết những con người ưa thích giành giật bon chen. Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai cha con, ông mới ngậm ngùi thổ lộ cùng nàng. Cuộc đời cha bao nhiêu năm lăn lóc đi làm cách mạng, gian nan lần đận theo thời cuộc, chẳng khác chi về lục bình bập bền trôi nổi. Cách mạng thành công, cứ những tưởng cuộc đời đã chấm dứt thăng trầm, có thể an hưởng tuổi già Ai dè, chuyện đời không đơn giản như mình nghĩ. Thế sự đảo điên, nhân tâm siêu tán. Miếng đỉnh chung làm lu mờ lý trí, đánh mất đi tình nghĩa đồng chí bao nhiêu năm đồng cam cộng khổ. Cách mạng ngày nay rối rắm như mớ bồng bông, bè phái quyền lực, lợi danh dẫn đến chỗ tương tàn thù hận. Đến lúc nhìn ra sự thật thì mọi việc đã quá muộn màng có muốn sửa lại cũng không được. Cha già rồi, lắm cấm và thiển cận nên mắc phải nhiều sai lầm. Ngay cả trong gia đình cũng thế. Nhưng còn thì khác, còn trẻ, còn sức. Đường tương lai còn dài và hứa hẹn còn nhiều. Không nên vì chuyện nhỏ bức xúc mà tự hủy cuộc đời mình, chôn vùi tuổi xuân ở nơi khỉ ho cò gáy nói rồi ông ứa nước mắt nhỏ giọng kể ra chuyện đời làm cách mạng nhiều ẩn ức bất công và nỗi buồn sâu kín khi ông ngẫu nhiên biết được những sự thật ghê gớm trong nội bộ đảng và trong hàng ngũ lãnh đạo các cấp mà từ bao lâu nay ông giấu chặt trong lòng không dám tiết lộ cùng ai kể từ ngày ông bỏ vợ con bơ vơ ở lại miền nam theo đảng bôn ba ra bắc nhờ vậy sau lần đó cha con hồng sương đã hiểu nhau thêm đôi chút để có thể bỏ qua hay xóa đi những bất đồng dị biệt vốn không lấy gì trầm trọng lắm nhưng lại làm ngột ngạt không khí gia đình và tổn thương không ít trong lòng mỗi người cứ mỗi lần về ngang bến đò hồng sương có thói quen ghé thăm quán nghèo ăn giúp một tô mì gói uống ly nước giải khát hay chậm rãi chiêu từng ngụm nước chè xanh nấu gừng. Nhìn khung cảnh êm ả, tĩnh lặng của vùng đất mới sông nước thôn giả. Nàng chịu khó lắng nghe tâm sự người đàn bà lỡ thì, kể lễ tiếc thương chuyện tình yêu gian dở của thời con gái. Thỉnh thoảng lão chèo đò cũng có mặt, gặp hôm tỉnh táo thì góp vào vài chuyện đời chí lý Lỡ hôm xây nhà nói nhăn nói cuội với bà chủ quán cũng thấy vui vui. Trước sau họ vẫn thế, chẳng có gì quá đáng để phải buồn nhau lâu. Có khi vui miệng, bà chủ còn tuyên bố công khai, không biết là nói thiệt hay chơi. Kế cũng tội, thằng chả vốn lòng dạ hiền lương thủy chung. Không may bị thương tật nên đảng nhà nước bỏ bê không quan tâm đến mùa chủ tịch phụ nữ cũng ruồng rẫy bỏ đi lấy chồng nay bà ta đã có mấy mặt con rồi mà gã vẫn còn thương nhớ vì thất tình nên sinh ra rượu chè be bét ăn ngủ thất thường trở thành xấu xí chứ được chăm sóc tử tế thì cũng còn tốt mã lắm chứ ngưng một chút rồi bà sổ văn cách xong thì phải lụy đò tối trời nên phải lụy o bán dầu bà chủ nói cười làm ra vẻ thiếu nữ đỏm dáng đôi mắt long lanh đa tình ướt rượt có đuôi tôi nói vậy đúng không cô giáo có lần tôi kêu gã về đây ở góp gạo nấu cơm chung hôm nào nhớ sông nước thì hai đứa xuôi thuyền hóng gió tắm trăng cũng tình tứ lãng mạn lắm chứ chừng này tuổi rồi mà có được mụn con hữu hủ hỷ chắc là vui hết sức nhưng chả lại mắc cỡ sợ thiên hạ lắm lời đàm tiếu dị nghị nên không dám đột quỷ già dạ hết cả rồi ai cũng độc thân cần phải có nhau để nương tựa mà sống sợ con mẹ gì phải không cô giáo rồi chợt nhớ ra điều gì quan trọng bà cẩn thận nhìn quanh rồi thấp giọng thầm thì. À, không biết trường học có chuyện chi trọng đại mà cho người bảo tôi dặn xe đò đặt mua nửa cây nước đá, mấy gói thuốc bà số và bia rượu, nước ngọt, bánh trái đủ thứ. Ngày mai phải có đầy đủ. Hồng Sương chật đồng tâm. Nàng nghĩ ngay đến cái ngày mà thầy cô giáo đã đợi chờ từ lâu. Nàng tạm biệt bà chủ, quay quả ra bến đò, vội vã trở về trường học. Quả vậy, ngày ấy rồi cũng đã đến. Đoàn thanh tra học vụ về thăm trường, tìm hiểu công tác dạy dỗ và nếp sống văn hóa mới của một ngôi trường kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa thuộc vùng Trung Du theo thủ tục quy định. Mặc dầu đã được hiệu trưởng hiệu phó hâm dọa răng đe trước, nhưng chiều nay cái việc phải đến đã đến người con gái của một cán bộ cách mạng thất sủng có bản tánh ngay thẳng cứng rắn nhiều nghị lực không dễ dàng chịu bó tay khuất phục trước bất công đã dõng dạc đứng lên phát biểu trước phái đoàn chúng ta ngoài chức năng nhà giáo là truyền đạt kiến thức sự hiểu biết cho học sinh còn phải hướng dẫn giáo dục cả về mặt đạo đức cho lớp trẻ ngoài hai vấn đề căn bản đó ra theo tôi thầy cô giáo cũng cần phải có trách nhiệm tinh thần cao cả đầy tình người là chăm lo đời sống sức khỏe cho các em và mọi người chung quanh đó chính là tấm gương mẫu mực tốt đẹp về lòng nhân ái và mối quan hệ vững bền của con người sống trong xã hội văn minh thế nhưng về điểm này tôi thấy các đồng chí hiệu trưởng và hiệu phó vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Ngừng lại một lát để kịp nhận ra nét mặt giận dữ của bốn con người quyền lực. Thấy cả sự lo lắng của các bạn đồng nghiệp, đồng thời cũng cảm nhận ra tiếng dội dồn dập ngay chính trong lòng ngực mình. Hồng sương lâu vội những giọt mồ hôi đang vã ra trên trán vì nóng bức và cả sự hồi hộp trong lòng rồi nàng tiếp lời tại sao các đồng chí ấy cố chấp không chịu hiểu mà cứ mãi làm khổ bao nhiêu người của mấy chục căn hộ đang sống bẩn chật trong hai dãy nhà tranh vách nứa thiếu thốn điện nước và mọi tiện nghi tối thiểu này vì ích kỷ vì cá tính cao ngạo hay vì cái tôi quyền lực mà các đồng chí ấy nỡ nhẫn tâm bắt thầy cô giáo và những em học trò bé bỏng cứ phải lội bì bõm trong thứ nước xú uế tanh hôi rùng rợn và tù động đó mỗi khi đến trường mọi người sống ở chung quanh phải luôn luôn bịt mặt bịt mũi như hiệp sĩ thời trung cổ để cản bớt mùi hôi thối nồng nặc cứ lồng lộng suốt các mùa trong năm chúng tôi đề cập đến thì các đồng chí ấy quy kết là có tư tưởng tư sản bóc lột không thực thi tinh thần tự lực tự cường của đảng đề ra Tôi tự hỏi có thật thế không? Có đúng lương tâm nhà giáo không? Hay chỉ là một hình thức làm dùng quyền hạn, ý vào quyền hạn? Thiết nghĩ, cuộc sống trên vùng đèo heo hút gió này chưa đủ cho chúng ta cơ cực hay sao, mà các người ấy còn tạo ra khó khăn để hành hạ thêm nhau nữa. Các đồng chí ấy có hiểu rằng chỉ cần một trận dịch bệnh cũng đủ hủy diệt bao nhiêu sinh mạng và tàn phá mọi thứ đã được khổ công xây dựng từ bao lâu nay các đồng chí ấy có thông cảm cho lớp người trẻ chúng tôi rồi có lúc còn phải tạo dựng lại cuộc đời mới nữa chứ chả lẽ suốt đời suốt kiếp cứ phải lê lết chui nhủi ở cái xó xỉnh núi rừng hoang vu buồn tẻ này hay sao hồng sương bật khóc cô bỏ dở câu nói nửa chừng không khí buổi họp lắng xuống, im lặng nặng nề, rồi bỗng đột ngột bùng phát lên như bị dồn nén lâu ngày. Nhiều ý kiến phát biểu chỉ trích việc chăn nuôi làm mất vệ sinh chung, ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người và thái độ khinh thị, lợi dụng, cây quyền cày thế của vợ chồng thầy hiệu trưởng, hiệu phó, cứ nổi lên rôm rã liên tục. Đoàn thanh tra bối rối đành tạm ngưng buổi họp để thảo luận riêng sau nửa giờ hội ý đoàn trở vào công bố quyết định một chấm dứt và nghiêm cấm việc chăn nuôi súc vật trong khuôn viên trường học và khu nhà ở tập thể của giáo viên hai lập biên bản về sự vi phạm của những gia đình có chăn nuôi không giữ vệ sinh chung để trình lên cấp trên để xin ý kiến và biện pháp xử lý 3. Tổ chức luân phiên đội ngũ làm vệ sinh các nơi. 4. Trong thời gian chờ quyết định cấp trên, phải ổn định mọi sinh hoạt tốt đẹp, phục vụ giáo dục và tạm thời các chức vụ lãnh đạo vẫn được duy trì như trước. Sự đấu tranh của Hồng Sương đã có thắng lợi nhưng mới chỉ là bước đầu. Vợ chồng người hiệu trưởng, hiệu phó vẫn tạm thời còn tại chức tại quyền vẫn tiếp tục ở lại hai gian phòng cũ. Và rồi cô giáo trẻ cô đơn đã phải oằn mình lên để hứng chịu sự trả thù hèn hạ khủng khiếp của họ. Ghê gớm thay, cái thủ đoạn hiểm độc mà họ đã tính toán sẵn để dành riêng đối phó với một cô gái 20 đang thất tình vì phải xa cách người yêu khi mặn nồng hương lửa, ở vào độ tuổi sung mãn của ngọt ngào ái ân như vẫn còn lưu lại trên từng phân vuông da thịt, còn lãng vãng đâu đó trong những trang thư đầy ấp yêu thương. Đầu tiên là số phần của tấm thân bằng nứa, ngăn cách giữa hai căn phòng. Thuốc lào hút bằng đóm nứa khô thì khỏi chê vào đâu. Đóm dễ bắt lửa, cháy tanh tách. Thang đóm cong queo đốt hết bi thuốc không còn sót một sợi nào chủ nhân phòng bên kia và đám bạn thầy giáo miền Bắc nghiện thuốc Lào vẫn thường lui tới. Họ tự nhiên bẻ xài thoải mái, không khách khí ngại ngùng, cứ coi đó là cái kho chứa đóm chung của mọi người. Tuy nhiên có điều lạ là đám người róc thịt bẻ xương tấm thân nứa kia lại cố ý bẻ thành một lỗ vuông vức lớn bằng bàn tay và vừa tầm nhìn của một người đứng có thể nhìn thấy hết được mọi sinh hoạt của căn phòng liền phên giáp vách ở bên kia. Hồng Sương lặng lẽ lấy giấy dán kính lỗ hỏng ấy lại. Xong dán lỗ này thì lỗ khác lại xuất hiện, cứ thế tăng dần. Rồi chiếc bàn con ngồi uống trà hút thuốc được chủ nhân dời đi. Thay vào đó là chiếc giường hạnh phúc có cánh màng tuyên mỏng manh như cánh chuồn chuồn của vợ chồng người hiệu trưởng điền thay vào. Thế rồi sau đó đêm từng đêm, khi cô giáo trẻ vừa xếp tập giáo án, tắt đèn vào giường ngủ, thì cũng là lúc từ phía bên kia dồi sang những âm thanh hoạt động tình dục cuồng nhiệt, những tiếng rên khoái lạc, những hơi thở dồn dập đứt quãng, những lời vang vĩ dâm tục của lạc thú ái ân. Đêm đầu tiên sương kéo chăn trùm kín mít, nhắm mắt tập trung đếm nhịp luyện thở yoga. Nghiệt nổi, trong đêm thành vắng, hình ảnh người yêu lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết và tiếng động bên kia càng lúc càng quyến rũ lôi cuốn hơn. Cô giáo trẻ phải oằn mình lên, nhét bông nhồi dẻ vào hai lỗ tai mong sao những âm thanh hấp dẫn đó bật ngược trở lại phía bên kia. Nhưng trong cái tĩnh lặng của đêm khuya, những tiếng động, tiếng rên càng dồi sang rõ rệt và khiêu khích hơn. Những đêm tiếp theo, Hồng Sương cứ như bị tra tấn mỗi khi nghe tiếng cọt kẹt của giường chiếu, tiếng xích xoa, tiếng bình bịch của thân thể cọ sát vào nhau. Người nàng rung lên nổi gai ốc muốn bật dậy, hối hả rời khỏi chỗ nằm để đi đến cái lỗ hỏng nhìn qua phía bên kia mà thỏa mãn cặp mắt khao khát tò mò. Nhưng nàng cố cưỡng lại sự ham muốn đang dâng tràn. Cô gặp người ôm chặt chiếc gối vào lòng, co quắp, nghiêng ngã rồi thở dốc trong lòng hẹp chiếc giường lẻ loi. Cố ráng chống chọi những cảm giác ái ân cứ trỗi dậy phần phần từng phút từng giây trong từng mỗi tế bào thịt da sung sướng hoang lạc và ngây ngất đê mê. Tất cả đang nghiền nát nàng trong vòng quay trần trụi của đêm dài thao thức. Hồng sương cắn chặt môi đến rúm máu. Hy vọng kìm hãm được sự ham muốn tình yêu nam nữ cuồng điên, cứ rần rật trỗi dậy trên từng phân vuông da thịt, làm tê tái đến buốt ốc dài người. Cuối cùng nàng bật khóc tức tuổi, cuồng mình trong gối chăn đơn chiếc mà thầm gọi tên người yêu. Nàng chật thù ghét chiến tranh, nguyên rủa số phận đã bắt nàng phải xa cách người yêu. Trong khi bên kia vách nứa, âm thanh dâm dục kích thích vẫn vọng sang đều đặn, nhịp nhàng một cách ác hiểm và tàn nhẫn. Cho đến một đêm nọ, dưới ánh đèn dầu hột vịt vàng nhỏ, họ lại bắt đầu hành sự. Khi tiếng cởi bỏ quần áo sột soạt, tiếng rên rỉ suýt xoa đã khêu gợi tác động đến cực độ. Cô gái khỏe mạnh nhưng cô đơn không còn kiềm chế được nữa. Nàng như người mộng du, chân thấp chân cao đi như bị cuốn hút về phía cái lỗ hỏng của líp nứa, ghé mắt nhìn trộm sang bên kia trong ánh đèn dầu tù mù đặt trên đầu giường cũng đủ soi rọi mọi thứ chung quanh một cách hấp dẫn Hồng xương rùng mình thần kinh căng cứng như dây đàn tim đập loạn nhịp khi nhìn tận mắt cảnh làm tình không che giấu trời ơi còn nỗi khổ nào bằng Hồng xương chân người cấu vào đùi giật tóc rồi nghiến răng bấm mười đầu ngón chân xuống đất đến tê dại cố gắng kiềm chế đè nén nỗi ham muốn đang ào ạt dâng lên phủ đầy cái phần kín đáo sâu thẳm mà bấy lâu nay cô gái đã cố quên đi gồng mình lên chống chọi lại rồi như để dứt khoát cái bóng lẻ loi kia cố thu hết sức lực để cưỡng lại sự cám dỗ nhục dục chân không kịp xỏ dép mặc kề quần áo phong phanh. Cô tùng cửa lao mình vào bóng đêm, bước đi siêu đảo vô định, lang thang, lang thang mãi về phía bến sông cô quạnh. Chiếc đò hối hả tấp vào. Một bóng người phóng ào xuống nước. Lát sau có tiếng gọi gấp. Bà giúp tôi, phu kéo người ta lên ghe mau. Khi đưa được nạn nhân lên khoang thuyền, thì bỗng có tiếng kêu thảng thốt của đàn bà. Trời ơi, cô giáo sương đây mà. Nhưng họ chưa kịp xoa dầu cào gió cấp cứu thì cô gái đã tỉnh lại. Hồng sương nhớ lại như in trong đầu. Sự kích thích làm nổ tung cái thân thể cường tráng đang phơi phới xuân sắc của cô gái. Rồi không còn tự chủ được nữa, nàng lao mình vào bóng đêm từ trong thâm tâm như cách để đè nén dục vọng khát khao đang bùng phát. Hồng Sương định mượn dòng nước mắt đêm khuya để tẩy rửa sạch sẽ những thèm muốn nhơ bẩn đang trào dâng như sóng dữ trong người. Giữa cơn hoảng loạn, nàng bất ngờ bị sai chân vào vũng nước sâu chới với và may mắn làm sao tình cờ gặp đôi tình nhân già đang dong thuyền tâm sự trên sông kịp ra tay cứu vớt. Đêm hôm đó, trong ngôi quán nghèo của bà chủ tốt bụng, Hồng Sương trải hết mối tâm sự ngổn ngang có nhiều nỗi bức xúc của đời cô giáo trẻ đơn chiếc trên miền đất hoang vu xa lạ. Vừa nghe xong, bà chủ đã xỉa sói. Không được, không được. Bọn chúng xài thủ đoạn, chơi đểu quá, ai mà chịu nổi lão lái đò điềm đạm và tinh tế hơn. Một sự trả thù thâm độc và hèn hạ nhất của giai cấp trí thức lãnh đạo. Cháu phải cẩn thận đề phòng. Họ không dễ dàng tha thứ cho cháu đâu. Hồng Sương trầm ngâm, dõi mắt nhìn những đợt sóng gần lao sao lấp loáng dưới ánh trăng mờ nhạt. Dục vọng phúc chốc tiêu tan thành mây khói chỉ còn lại niềm tuổi hổ của kiếp người nô lệ cô thế trôi dạt khắp nơi hơn bao giờ hết bỗng dưng nàng thương nhớ đến người yêu nơi phương trời xa xôi vô vàng và nàng bật khóc đúng như lời lão lái đò dự đoán họ lạnh lùng từ chối giải quyết đơn nghị phép thường niên của cô giáo hồng sương xoay qua xin được nghỉ bệnh họ lại dở thói nguyên tắc đòi hỏi phải có giấy tờ chứng nhận của bác sĩ chuyên môn cô gái đành bó tay rồi đêm hàng đêm hồng sương vẫn phải nghe phải cảm nhận và cố chân mình lên chịu đựng cảnh ái ân tra tấn đến nhức buốt thịt da đến vỡ tung thần kinh căng cứng hoặc lang thang lê bước trốn chạy khắp các bãi sông bến vắng chắc đến lúc rồi phải thua cuộc đành đoạn bỏ trường học bỏ học trò làm dở dang hướng đi tương lai cuộc đời mà mình đã chọn lựa cứ nghĩ như thế tim cô gái lại buốt thắt đến nhói đau mà đâu phải chỉ riêng mỗi mình cuộc đời của cô đâu mà còn cả đám học trò ấu thơ nghèo khổ và lớp người thầy cô giáo trẻ tuổi vốn trọng danh dự nhiều sĩ khí nhiệt thành quyết tâm tạo dựng ý thức tự lập để vạch cho mình một hướng đi xứng đáng, không mắc phải những sai lầm giống như thế hệ cha anh ngày trước. Tự đào hố chôn sống tương lai đời mình trong ảo vọng ngông cuồng, biến con người thành công cụ phục vụ cho thế lực đảng trị, độc tài, bạo tàng. Người con gái cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến ánh mắt diễu cợt, chân tráo của vợ chồng hiệu trưởng một khi nàng bỏ cuộc chịu thua. Thế mà bất ngờ thay, giữa lúc Hồng Sương tưởng chừng như sắp bó tay thua cuộc, chỉ còn nước bỏ trường, bỏ học trò ra đi mới mong thoát được đòn thù hiểm độc, thì cha nàng bất ngờ xuất hiện. Không hiểu sao ông lại biết được nỗi oan trái mà con gái đang gánh chịu. Một người từng trải đã có thời lăn lóc trong chốn lửa đạn hiểm nghèo cuộc chiến và trường đời gian trá đã tôi luyện ông trở thành kẻ dạng dày đầy bản lĩnh mà ma lực của danh vọng tiền tài rồi cũng đến lúc trở thành phù phiếm vô nghĩa không thao túng nổi một tấm lòng già đã hồi tâm phản tỉnh ông biết suy nghĩ từ kiểm nhận ra lỗi lầm để hướng thiện chứng tỏ là một con người tỉnh táo quyết rút chân ra khỏi dòng nước ngược của lịch sử và thế cuộc Nhờ vậy, ông đã có mặt đúng lúc để kịp thời giúp giọt máu cô đơn đang bị những kẻ tím danh đảng cầm quyền dồn vào thế cùng tuyệt vọng. Trước tập thể nhà giáo, ông chỗ tài hùng biện và không ngần ngại tố cáo hịch tẹt ra hết tất cả những thủ đoạn trả thù đồi bại hèn mặt của cặp vợ chồng hiệu trưởng. Họ thuộc hạng người mặt chay mày đá không biết xấu hổ, không từ nang bất cứ một mánh lới nhơ nhuốc nào để đạt được mục đích, kể cả việc phơi bày thân xác ra trước mắt đồng nghiệp. Kết thúc câu chuyện, ông quay sang đứa con gái nhẹ nhàng nói. Thôi con, đừng buồn, đừng luyến tiếc gì cái nơi chốn bất hạnh đốn mặt này nữa. Hãy thu xếp rồi cùng về nhà với ba. Vận hội mới và niềm hạnh phúc đích thực đang chờ đợi con ở phía đằng trước. Con đã sống đầy đủ niềm tin, nghị lực và sự thanh cao, nên con xứng đáng được nhận lãnh phần thưởng cao quý đó. Vừa nói, ông vừa chỉ tay ra hướng bến đò, nơi có ngôi quán nghèo và hai tấm lòng già nghĩa nhân khí khái, dấu rằng cuộc đời hiểm độc, gian trá đã đầy ải khiến tim họ lắm phen rối ren loạn động nghe lời cha nói. Hồng Sương cảm thấy như có điều gì kỳ diệu xảy ra đã làm đổi thay toàn diện cung cách suy nghĩ của một đảng viên cộng sản kỳ cựu như cha nàng. Nhưng không kịp để cô suy nghĩ gì thêm. Ông kéo tay nàng, rảo bước nhanh về hướng con đò đang gác chèo đợi cha con ông sang sông. Hai người già với hai mảnh đời lần đần chắc trở họ kết lại thành một để an ủi nương tựa vào nhau lúc tuổi xế chiều tuy nghèo tiền bạc nhưng lại giàu tình người bởi không nhà không cửa sống lang thang khắp chân trời góc biển nên họ trở thành lịch duyệt có đôi mắt từng trải tinh đời sau ngày tình cờ cứu được hồng sương họ đoán ra được ý đồ đen tối của lũ người giả tâm này do đó họ âm thầm theo dõi diễn biến sự việc bằng vào kinh nghiệm cuộc đời bản thân lão chèo đò đã từng sống va chạm và hiểu rõ bản chất con người cộng sản ông suy ra rằng rồi có thể cô giáo sẽ bị nguy hiểm lầm lỡ một lần là đánh đổi cả đời nghĩ vậy họ đâm ra lo lắng nên âm thầm đi tìm gia đình hồng sương người cha đang cay đắng với niềm đau số phận bị tráo trở bạc đãi sớm nhận thức ra chuyện cần thiết phải làm gấp để cứu nguy cho con gái ông suy nghĩ tìm giải pháp ứng phó rồi quyết định gạt bỏ hết sĩ diện cá nhân nên lập tức gọi điện sang mỹ cầu cứu người tiếp chuyện phone với ông lại là kẻ ba năm trước bị ông khinh rẻ từ chối không gặp mặt khi họ đến cầu hôn hồng sương cho đứa con trai lần này sau khi nghe ông kể rõ đầu đuôi câu chuyện biết được tình huống bi đát của cô gái người sĩ quan ngụy năm xưa với tấm lòng bao dung quảng đại và hiểu biết của bậc làm cha mẹ đã không hề chấp nhất câu nệ ngược lại còn sốt sắng tán thành giải pháp của cha cô gái đề nghị để cứu hồng sương kịp thời cắt mềm quấn quýt ôm hai bàn chân trần cô gái niềm yêu thương như mơn mang trên da thịt và cả ở trong tâm hồn nàng nhìn cha thản nhiên rảo bước bên cạnh lão lái đò đang chỏi gậy bươn bả đi sau lão bỏ cả khách cả con đò thân yêu gắn bó để cùng theo về ngôi quán nghèo có mối tình già muộn màng vừa nhen nhúng từ xa, Hồng Sương đã thấy vóc dáng quen thuộc của bà chủ quán. Gần đó, một chàng thanh niên đang đứng dõi mắt ngóng trong. Xa quá tuy không thấy rõ là ai, nhưng nàng ngờ ngờ nhân dáng hình như quen thuộc lắm. Kìa, anh ta còn vẫy tay với nàng nữa chứ. Câu hỏi cứ lẫn quẩn bám theo từng bước chân trần hối hả đi trên cát mãi lúc đến gần nàng mới chợt ngỡ ngàng rồi sung sướng xiết bao hòm sương cứ tưởng như đang sống trong mộng khi nhìn thấy người yêu của nàng đang đứng sừng sững ở đó sàn hiện hiện bằng xương bằng thịt từ xa xôi vượt ngàn dặm trở về với người con gái yêu dấu anh dang rộng cánh tay âu yếm đón đời nàng niềm vui bất chợt òa vỡ to lớn quá đột ngột quá bỗng chốc nàng chợt hiểu tất cả khi lắng nghe lời giải thích của hai người tuổi già nay đã trở thành thân thiết đến giây phút này hồng sương mới cảm nhận được hết niềm hạnh phúc trọn vẹn khi có lại tình phụ tử thiêng liêng đầm thắm và cả tình yêu đôi lứa ngọt ngào biết được lý do tại sao sang có mặt bất ngờ ở nơi chốn hẻo lánh này hồng sương ôm chầm lấy cha và người yêu khóc vùi trong niềm sung sướng tràn ngập nàng nghẹn ngào cầm tay bà chủ quán nghèo và lão chèo đò say cương trực nói lời biết ơn sâu sắc vừa mới hôm qua đây thôi cứ những tưởng đời nàng đã lâm vào ngõ cục sự nghiệp, tình yêu, danh dự dường như sắp vụt khỏi tầm tay. Thế rồi bỗng chốc như một phép lạ nhìm màu, nàng không những có lại tất cả mà còn vượt trội hơn hẳn lòng mơ ước nữa. Cha nàng đã chủ động sang lấp hết đi những ngăn cách gì biệt để nàng có lại hết thảy những điều mong ước thầm kín. Nàng cảm ơn cha, cảm ơn bà chủ quán nghèo tốt bụng Cảm ơn lão chèo đò khí khái nghĩa tình. Hồng Sương cầu mong mọi điều tốt lành mãi mãi đến với mọi người. Chuyên bay đưa người con gái theo chồng, đang bắt đầu vào vùng không khí lạnh. Mây trắng nõn nà, lãng đạn khắp mọi nơi, bồng bềnh chung quanh thân tàu, tạo thành một lớp sương mờ kỳ ảo và tuyệt đẹp. Hồng Sương cảm thấy lạnh và nàng chợt nghĩ ra một điều. Dẫu sương trời có làm buốt giá con người bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là cái lạnh vốn ở bên ngoài da, chắc chắn sẽ không thấm vào đâu so với cái lạnh nhói buốt tê tái đoạn trường của sương đời. Chỉ có sương đời mới thật sự rèn luyện con người trở thành đầy đủ bản lĩnh và hoàn thiện. Chỉ có sương đời thử thách, con người mới có cơ hội chứng minh nghị lực tài năng đức độ và sự trưởng thành do vậy xương đời có trải qua khó khăn gian khổ trăm lần thì cuộc sống mới càng có thêm ý nghĩa niềm tin vạn lần cuộc sống càng nhiều thử thách thì càng có thêm thi vị giá trị con người mới thật sự là toàn hảo và đúng nghĩa đích thực của chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn tiên sa lê luyến Atlanta hè 2004